Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video để giới thiệu lại cái mẫu phễu 750. Phễu này là phễu vuông 23 x 23, chiều nào cũng là 23, thế nên là nó được đặt tên là cái phễu vuông. Phễu này của các dòng tép 750 các bác nhé. Phễu nhựa nhưng mà cái chất nhựa của nó rất là tốt. Tùng Nguyễn nhập các cái phễu chất nhựa rất là tốt, dày. Các bác nhìn rất là dày, khỏe để anh em đi làm sự kiện nó được bền hơn. Đấy, chất liệu nhựa rất là cứng cáp, tốt. Đây là cái mặt để bắt ốc. Phễu 750 là phải cứng cáp rồi, để đỡ một cái củ tép rất là nặng, tầm 5 cân, vận chuyển khi mình khiêng xe rồi hạ xuống đất thì nó rất là thoải mái, không sợ bị gãy cái cổ phễu. Phễu này là phễu vuông các bác nhé. Nhà Tùng Nguyễn làm hai loại, một loại phễu dài và một loại phễu vuông. Phễu dài là 19-31, còn phễu vuông này là 23 x 23. Đây là phễu vuông. Thì nhà làm linh kiện thì nên các cái linh kiện nào nhỏ nhất thì cũng phải làm cái video để cho anh em nào dựng loa người ta biết là nhà mình có cái này, để người ta còn đặt hàng. Vì các cái không phải cái gì cũng có lãi nhiều thì mới đăng nhiều, mà có các cái này để phục vụ anh em, để cho anh em dựng loa đỡ phải mua chỗ này chỗ khác. Đấy, chỗ này là phễu 750 các bác nhá, vuông và dài, nó có hai mẫu. Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây. Anh em có nhu cầu đến cái phễu 750 của Tùng Nguyễn thì liên hệ cho Tùng Nguyễn, và Tùng Nguyễn xin khép lại video và chào tạm biệt tất cả các anh em.